Đây là con đường số 3 của phường Hiệp Bình Chánh, sẽ kéo vô sát bờ sông Sài Gòn. Đây là khu phố 5, nơi có nhà hàng Bến Sông nổi tiếng, thì sẽ có một cái khu ẩm thực rất là bình dân, rất là đông, dành cho những bạn trẻ, những em học sinh. Đây rất là nhiều loại chè, trà sữa và cả những cái món ăn cá viên chiên, những món ăn đường phố tại Thủ Đức. Đây rất là nhiều những bạn sinh viên, những bạn trẻ đi khi mà tan học hoặc là tan trường, hay tới đây để uống nước hoặc là ăn chè hoặc là ăn những món ăn vặt tại khu ngay góc đường số 3 và số 10 của phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Đây là cái quầy cá viên chiên, những món gỏi cuốn nữa của một chị, giá ở đây rất là rẻ, rất là bình dân nha các bạn. Ở đây có khoai tây lắc các loại, những cái xiên cá, xiên thịt và cả đậu hũ xúc xích như thế này có giá từ 5 tới 10 ngàn các bạn, hoặc là sẽ là gỏi cuốn tôm thịt được cuốn sẵn, giá rất là bình dân. Kèm theo đó là những món rau, dưa leo nè, cà rốt nè, bắp chua nè, bò có thể ăn tại chỗ hoặc là mang về. Một phần đó là bao nhiêu tiền anh? 8 ngàn. 8 ngàn một phần ạ? 8 ngàn. 18 ngàn một phần bột chiên thế này các bạn. Các bạn có thể gọi tại đây và vào trong những cái bàn ngồi chờ. Những em bé, những học sinh, những em sinh viên rất là thích ăn những cái món như thế này, vừa rẻ mà vừa tiện lợi nữa. Đây, anh đang làm món bột chiên, gồm cái bột và trứng vải nhuyễn với nhau như thế này. Và những cái quán này thường thường là bán từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm nha các bạn. Được cỡ đều. Có cái dầu luôn. Và khách có thể ăn tại chỗ hoặc là chờ mang về.
nữa là một cái bên cạnh cái quầy bột chiên thì nó quầy trà sữa túi lọc, trà chanh, trà tắc, trà đào, bánh tráng trộn, há cảo hấp. Món bánh tráng trộn của các chị phụ nữ, các cô bé đây các bạn, cái này rất là dễ, rất là ghiền. Một suất đó là bao nhiêu tiền em? Dạ 10.000. Quán em thì giá trung bình đã từ khoảng bao nhiêu tiền tới mấy, bao nhiêu tiền là cao? Để các món của quầy mình đó 18.000, 20.000 là cao nhất không? Rồi, cái gì cái từ 20.000 trở xuống thôi. Dạ đúng rồi. À, món chính của quán mình là món gì em? Dạ, trà đào. Trà đào hả? Trà đào, trà sữa. Trà đào, trà sữa. Không chén. Bánh tráng trộn nữa phải không? Đây là chị bé chủ quầy bánh tráng trộn với lại trà sữa đang làm bánh tráng cuốn. Món ăn rất là nổi tiếng trong giới học đường và giới sinh viên này các bạn. Một phần này là bao nhiêu tiền em? Một cuộn là bao nhiêu tiền? Một cuộn 6.000, phần 12.000, hai cuộn thôi. À, một cuộn như vậy là 6.000 đồng. Các bạn có thể thấy là đây rất là đông những em nhỏ đi với lại cha mẹ hoặc là những cái bạn trẻ đi với nhau để tới đây ăn những cái món bình dân đường phố của những nét văn hóa của khu phố 5 phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Cái này chín rồi mình mới đổ trứng hả anh? Mình đổ trứng rồi nè. Dạ. Đây, đầu bếp đang đổ trứng vào. Có một phần này là... Một phần này là 18 ngàn phải không anh? 8 ngàn. Vừa trứng vừa bột. Nhìn rất là đẹp. Đã mắt luôn các bạn. Những món bột chiên trứng này sẽ được thêm rau, đồ chua thế này vào. Một phần có giá là 18 ngàn. Nghe các bạn. Alo, alo. Trời ơi, mấy cái xiên... quê của mình hoặc làm những cái dạ. Món như thế này nè, cái bên chiên này thì giá nó quầy của chị từ giá từ bao nhiêu tiền rồi? Từ năm từ 18, 12 à? Từ... năm 18, 12. À, năm 18, 12. Đó, khách rất là đông. À, chứ từ anh cho chợ em đi mua đi anh. Đa số những cái món ở những cái quầy cái bên chiên hoặc là xiên nướng như thế này sẽ được ăn cùng với lại tương đen hoặc là tương đỏ. Khách đang chọn những cái món có sẵn trên quầy để cùng ăn với bạn.
Bé có hay ra đây ăn không bé? Dạ có. Khách đang chọn những cái món mình thích để cùng ăn với bạn bè hoặc là có thể may về hai cái nút cái chi mới lại luôn. Đây chủ quán, chủ quầy đang chuyên những cái cá viên chiên, những cái xương thịt hoặc là xúc xích cho khách. Số 3. Và có thể ngồi một bất kỳ vị trí nào ở trong cái dãy này và có thể gọi nhiều món của nhiều quán khác nhau. Và chủ quán sẽ đem tặng bàn cho các bạn. Lúc 6-7 giờ là em chưa kè đầy tủ lên mất hàng quầy. Thì cô bé đang làm sinh tố cho khách. Kè lúc đó là để đầy tủ luôn. Rồi có nhân viên phục vụ tặng bàn nha các bạn. Bắt quả tặng sen trân trọng. Ở đây có rất là nhiều nguyên liệu trái cây. Nhãn nè, mít nè, chè đậu đen nè, trân châu nè. Tất cả những cái loại dùng cho món trà sữa có tại quầy của cô bé này đang làm cho khách. Món em đang làm là món gì em? Củ năng, củ sen với bạch quả. Giá trị bao nhiêu tiền em? 20 ở cái quầy chè và trà sữa này rất là nhiều món, rất là nhiều nguyên liệu để làm chè, đủ chủng loại nha các bạn. Và giá ở đây cũng rất là bình dân. Cô bé đang làm trà sữa cho khách. Đây là cái quầy trà sữa nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé ngay bên góc đường số 3. Một ly như vậy thì có giá trị bao nhiêu tiền em? 20 ngàn. Những nguyên liệu của món trà sữa. Khu này rất là rộng, rất là thoáng mát dưới những cái tán cây nên buổi chiều tập trung rất là nhiều người dân tại khu phố 5 của Hiệp Bình Phước thế này để ra đây uống nước hoặc là ăn những cái món ăn vặt. Bạn có thể thấy khu này rất là rộng và thoáng mát, rất là sạch sẽ, rất là nhiều món để cho các vị khách có thể lựa chọn từ thức uống đến thức ăn.
Bà ơi, cái món bánh tráng nướng là bao nhiêu tiền bà? 10 ngàn. Bà bán ở đây lâu chưa bà ha? 4-5 năm rồi. Dạ. Là món chính của cái quầy mình là món gì bà? Vịt lộn, cút lộn, bánh tráng nướng, ba thứ. Cút lộn, vịt lộn, cút lộn, với lại bánh tráng nướng của một bà lão tóc bạc phơ rất là hiền hậu. Đây, cùng cô cháu. Thì vịt lộn bao nhiêu trứng bà? 2 ngàn. Dạ. Còn cút lộn thì bán sao ạ? 12 ngàn chục và 7 ngàn một trứng. Những cái gia vị của món bánh tráng nướng của bà lão tóc bạc. Bánh tráng thì được quét bơ như thế này. Sau đó là sẽ bỏ đào đầy đủ lên cái bánh rồi chú quay tới cái màng là bạch trứng. Gồm có thịt xay nè, bơ nè, ruốc nè các bạn. Rất là nhiều gia vị để tạo nên cái một cái món bánh tráng nướng thơm ngon. Hai đào một xăm hả? Dạ. Dạ 200 luôn. Tiền Thái anh ơi. Xăm. Thôi rồi, phải tâm rồi. Dạ.
Đây là quán Hello quán món từ 15.000, 10.000 các em rất là bình dân các bạn. Xin hạ cái gì? Đây là rồi. Đây là quầy cá viên chiên và bánh tráng trộn. Còn cây ít phải không? Những cái gia vị đậu phộng nè, hành nè, ruốc nè, khô bò, khô gà và cả những cái loại rau nữa. Dưới sân có mà.